Hôm nay đội vũ tuyển phát trên trân trọng giới thiệu đến quý vị khách hàng tủ thơ vùng về tuần ốc sơ cư. Tủ thơ này là cao 1m54 và rộng 1m54, sâu là 81 quý vị. Hôm nay bên em đang bán lót tủ thơ này, được bên em lựa màu theo màu cây như quý vị nhé. Làm theo màu cây, không không có sơn màu nhiều, để màu cây vân nó nổi tự nhiên, nó đẹp. Hai bên bông vân rất là đẹp quý vị. Đây là mới bắn lót xong nhưng quý vị nhà chưa sơn màu gì hết á. Em đang để màu cây chuẩn ốc rất là sáng. Nếu như quý vị có nhu cầu xin liên hệ với đồ gỗ Hùng Thịnh Phát để được bên em tư vấn và giá cả hợp lý. Xin chào và hẹn gặp lại.